lát đâu, mình chưa chờ lát đâu. Nhanh này, nhanh này, nhanh này, nhanh này. Hả? Ra đi. Rồi. Ok. Nào. Chúng ta sẽ bắt đầu video. Ôi từ từ, đập cây nó rơi ra táo á. What? Táo cho gì? Không biết. Ui, một từ từ. Wow. Đến giờ. Thôi chào mừng mọi người đến với Terraria 1.4. Vâng. Cái gì? Ôi. Ôi, sao chúng ta có một quả táo ra từ cái cây được? Tự nhiên nó rụng rồi ta. Nó rụng rồi, nó biết nó đâu. Được rồi, về cơ bản thì Terraria là một game mà mình và thằng Linh đã chơi được từ rất lâu rồi. Nếu bạn nào biết tới kênh này bởi game Terraria thì lần cuối cùng mình và thằng Linh chơi game này là 4 năm trước. Fucking 4 năm rồi. Và lúc ấy thằng này chưa có mic. Bây giờ nó có mic rồi. Và các bạn có thể nghe được giọng cả hai thằng thay vì là một thằng ngồi chat và một thằng chơi game rồi trước nữa. Đã được 4 năm kể lần cuối nữa. Như là mọi lúc thì vào việc game đầu tiên, game có rất là nhiều thứ để làm. Nhưng đầu tiên là cái chặt cây kìa đấy. Chúng ta không có gì khác để làm nữa. Chúng ta đem 1.4 là một bản update rất là mới của nó. Cây hoa anh đào á kiểu. Chặt cây gây rừng thôi. Tao cần phải trồng lại cây khi mà chặt xong. Không. Không. Thật à? Tại sao phải trồng? Trong việc cái gì mình phá à? Mà hơn nữa là mình và thằng Linh đang chơi Master Mode. À, cái mức độ khó nhất của cái game này. Nó làm mọi thứ khó hơn gấp 3 lần. Nó không vui. Khi mà con slime nó đánh thường gây 20 dam. Nó có toát táo. Cái này. An apple đây, keep a doctor away. Hả? Cái gì cao cả, cái gì cao cả. Thầy, cái gì đâu? Thế cái gì đâu đi? Thầy đang cầm trong tay cái gì đâu? Ai cái táo hả? Nó táo đấy. Ơ nhưng mà nãy trên táo hả? Ai biết được đấy, nó to thật mà. Ờ, sao bao nhiêu năm hả? Sao nào, bao nhiêu năm phát triển nó những gì? Được rồi. Thì các bạn thì xây nhà đó. Chúng ta cần phải có một nơi cư ngụ trước khi mà con slime nó chọc phát 20 máu. 24 máu chứ phải 20 máu. Từ từ làm cái bút bên đó. Được cái achievement đầu tiên, làm được cái workbench. What the fuck. Wow. Và cái achievement tiếp theo là vượt qua cái tường ở trong temple. Mày đùa tao à? Hả? Mấy bạn nào không biết thì cái temple là cái thứ mà bạn phải đi đến cuối game và mới tìm được. Đây là cách chúng ta phát triển cái game này đi. Kiếm nó được đâm 360 độ nhìn dễ đâm hơn hẳn. Dùng cái này đi. Ủa, nhầm. Đập cái hoa hồng dương đi. Bắt đầu xây nhà rồi. Bây giờ xây nhà kiểu gì nhỉ? Hãy nhớ là những gì. Ừ, xây nào vậy nhỉ? Bên đây có hoa anh đào. Đúng, hoa anh đào đấy. Chặt nhá. Nhìn đẹp rồi. Đi ơi. Lấy hạt giống. Này. Để xem có cái hạt giống không? Nhưng mà nó không có rồi. Reroll. Không. Mấy câu này một lựa chọn. Không phải lựa chọn gì. Các bạn sẽ làm ngôi nhà tử tế. Chút. Đi đào đá đi. Mình nghe cái tiếng hành tụ mình hơi rợ người. Ừ, nghe tử tiết rồi, như thật may mắn là cái thành tựu tiếp theo rồi, nó tự tiết sau này nữa. Bên đây là sao mày? Nó làm cái nhà nó nhìn tử tế một chút so với cả phần 1. Và trước đó thì kiểu này nó muốn mình đào đá hả? Đào đá đi. Nói chung là chúng ta sẽ tạm thời không chỉ đánh nhau như phần 1 nữa. Ta phải trang trí ngôi nhà ta tử tế hơn. Vậy để đào cái hố thôi. Đúng. Chúng ta là phải ngồi xây nhà. Thằng Linh là thằng đứa chỉ được đi chơi, còn mình ngồi xây nhà nhỉ? Tại sao? Tao ở bên cạnh nhà ấy, làm một cái heo elevator ở dưới đấy. Elevator hả? Cái đó không phải bây giờ nữa. Để lúc nào nữa. Nó không có đá nhìn cái nhà này giống một lũ retard trong một giây thật, ok. Nhưng mà chúng ta có thể hay xong. Yes. Mà đã có con nét rồi nhỉ? Ừ. Đá đâu. Ủa
Tầng 1 chắc chia làm 2 phần đi. Nhìn nó rộng quá. Ừ. Thì rất tự trang trí căn nhà thôi, cho nó nhìn vừa mắt mình thôi. Cái nồi gì? Có rất nhiều đồ làm gỗ mà hồi trước chúng ta không động tí nào ấy. À ngoài là gác khô đã. Không, đây là sự lãng phí. Cấm vào. Đồ đó để trong nhà, không phải để thành sắt cái cổ. Nên dùng để là gác khô đi. Không cảm. À không nhảy lên kia. Tế hơn rồi đấy. Ê cái gì mà đập chậm mãi Linh ơi. Đập nhầm luôn rồi. Đập nhầm luôn rồi, nhìn cái nhà retard quá. Đập từ từ thôi. Thế mà thế đây sẽ ổn. Đừng có tự tử cái gì của anh em rồi. Thì cuối cùng chúng ta chơi lại từ đầu là bao lâu? 4 năm rồi. Chơi lại từ đầu thì lâu rồi. Còn chơi không bình thường thì cũng lâu hơn rồi. Ok. Khá là ổn. Một căn nhà starter pack cũng không phải tệ hả? Nhờ, yeah. Nó ổn đi chứ. Quái furnace rồi kìa. Đã. Làm cái ghế bên này nữa. Ok. Chúng ta sẽ phải làm tường. Ui, có slab hồng. Nó gây bao nhiêu đam nhỉ? Slab hồng à? Không, slab tí. Ra nó không nhảy vào mình, không phải vấn đề. Đó là sao lại tím? Hồng hay tím? Tím. Màu intensify. Nó không đát được. Lên. À. Cái gì? Bị nớp nặng quá không đát được. Ok. Này nó rất là tệ. Có thể các bạn chưa biết thì cái open nó tương đương là một cái bàn. Có thể xây nhà cho nó. Ờ, nguyên liệu này chỉ xây như này thôi. Sau này sẽ upgrade nhà sau chứ bây giờ không thể nào xây ra một cái nhà thực tế được. Ừ? Sau này phải upgrade nhà sau chứ không phải xây một nhà thực tế. Ừ. Ok, xây căn nhà thực tế có gì xây căn nhà khác? Here we go. Để xem nhìn đẹp nhỉ. Cái nào? Ui, sao bây giờ cái xây tường nhanh thế? Đó, nhìn này, qua đây này, xây xong rồi này. Là tường nhanh quá. Mấy con Salam đã sắp chết rồi. Mình bị Salam đã sắp chết rồi đấy thôi. Tại sao thế? Kiếm ngắn quá. Không, nó phải lý do. Không thể nào là lý do nữa. Team bây giờ nó có... Để biết được cái nhà nó tử tế không thì... Ok, mình có 3 căn phòng tử tế cho 3 NPC rồi. Có lẽ là chưa đủ. Ôi sao con Slam nó trâu thế, bao nhiêu máu đấy? Bởi 2 máu okay. Master mode. Thêm bay. Chặt cây xong rồi, tới dùng con bướm nó bay ra tổ của nó. À nghe bảo là có mấy loại thỏ mới đấy. Chúng ta nên lấy cái bóc nét mới để bắt nó. Thỏ mới hả? Ừ. Không chỉ là có Golden Rapid như hồi trước. Nó bán ở nhà không? Có. Để chơi lên shop. Không. Mình cần tiền thôi. Chúng ta nên cho nó một cái lọ ấy. Không có thỏ hồng nhìn đẹp không? Nó màu hồng. Ừ. Đã tối rồi. Đó là zombie chọc cho nó phát bao nhiêu máu nữa. Có lẽ đây sẽ là lần đầu mà chúng ta thử tập cái gì đấy trong game. Lần đầu thực sự xây nhà trong game. Imagine chơi 500 tiếng mà không xây được cái nhà trong game bao giờ. 24 máu. 26 máu. 26 máu. 16 máu. 16 máu. Không phải 26. Bị con Slam đập cho chóa cả người. Với đây thì chắc xuống hang thôi nhỉ. Mình đây có hai này. Đâu? Trái bên phải. Vào team red đi. Vào trước rồi. Sao xa tại thế? Tại sao nó phải hiện cái đầu lên nhỉ? Tại sao con zombie lại cầm đuốc và nó biết 44 máu. Ý ơi. Được mày vắng. Ôi. Nó khỏe vãi. Và đây là cái chết đầu tiên. À. Chúc mừng. Về nhà mà đào một cái hố đấy kìa. Ờ để lấy cái magic mirror. Thôi xong rồi. Thôi tôi sẽ ngồi xây nhà tiếp vậy. Yay.
tôi sẽ ngồi tiếp tục xây nhà. Cứ tiếp tục ở dưới đây đi. Hả? Làm gì đó đi. Mình về chi? Mình cứ làm gì đó đi. Có bắt về đâu. À thôi mình về đấy. Cái gì đấy? Dùng thuốc teleport đấy à? Phí thế. Nhưng mà con zombie nó sắp chú thế rồi. Phí vậy. À con kia là anh cú à? Con cú à? Đây, nó xây được một chỗ tử tế. Nó không tử tế rồi. Nó tử tế. Bố thổ của nó. Nhà bây giờ thực sự là nhà ấy đi. Có emote này. Có emote đó ở đâu đấy? Trên trong inventory dưới. Ngay dưới này chỗ sắp à đây được rồi. Đây. Archer the rock paper scissors đấy. Nào. 3 2 1 Yo. Ok. Uầy. Thế là nó lại. Thế là mọi thứ đã xảy ra như thế này. Nó không nên xảy ra như thế này. Ui, bát tư màu. Bát tư màu, sao sao màu. Tại sao thế này tại sao. Nó hai shot. Nó có tay. Tao đập tay vẫn chết. Nó có hai tay. Hai tay nó trên một cánh tay. Chúng ta cần phải làm cái gì đó để chống lại cái này. Vậy cánh cửa tự mở. Được, chúng ta đi vào nó tự mở đấy, nó cần phải mở không? Sao vậy đó? Đấy đi. Đấy đi. Đấy đi. Sợ nó à? Sợ nó à đi? Ừ. Sợ phải nổi chứ không phải sợ vừa đâu. Mấy con giáp rồi đấy. Không. Mấy con giáp rồi đấy. Trên trang trí là cái gì nhỉ? Thử cái này đi, em nhìn nó đẹp không? Ờ, không nhảy được đấy. Đó, nhìn vậy tử tế đấy. Lên, bắn nó tiếp đi. Bắn nó tiếp đi. Ok. Sao vậy? Sao vậy? Mình có nên làm cái khung gỗ. Khung gỗ bị đâu. Chắc chắn chúng ta cần một cái khung, chắc chắn đúng không? Trả tiêu. Khung gỗ bị. Rồi lên mình nghe râu này. Đâu. Ôi. Vọng quái con này nó tởm thế. Không nên mạnh này. Từ từ cái nhà này có phù hợp cho người ở không nhỉ? Không, cái nhà này quá nhỏ Linh ạ. À. Hey. Cái nhà nó nhìn nhỏ hơn mà. Ừ. Cái nhà đó dùng để chứa đồ thôi. Ừ, thế thì chắc là thế đi làm cái làm cái kiểu cái ống khói. Ừ. Hả? Ta có đủ đá không nhỉ? Mình tưởng người ta thường thường đặt mấy cái bàn thờ ở trên đây. Ta có mộ kìa, từ từ kiếm cái mộ. À. Cái mộ của chúng ta đâu nhỉ? Cái bàn thờ ấy. Chúng ta chết rồi, một không? Thôi đào xuống đây, 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 qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Chúng ta đào xuống. À, lại trái phải như hồi trước à? Được. Hay được. À, nhấn control vào cái đào ấy nhỉ? Khoan. Mình không muốn chết ngầu. Nên là có nước rồi, chúng ta không bị rơi xuống đây, đây có chết bà luôn. Nhưng mà ít thật đấy. Thì mà chỉ ít thôi. Mấy nhiêu đuốc thế? À, biết cả lá. Thế bao nhiêu con đấy? Cái rương này. Có ạ, à, ừ nhá. Mai, mai, mai. Đã lâu rồi. Mai.
cái game bao lâu rồi? Không bao luôn. Uầy, yếu ấy. Đây là cái gì đấy ạ? À, thể mang mấy đồ này về trang trí này. Đào được cái này. Đập tường luôn. Mình không có bên bảo vui vẻ. Anh chỉ cần khoảng mấy chục cái này làm một cái nền phía dưới cho đẹp đấy. Mình rất cần đầu nhỉ? Copper không? Biết à? Rảnh à? Thì cái play đúng rồi, chúng ta sẽ biết làm thế nào chúng ta chạy tới phía bên phải hoặc phía bên trái tận cùng cho đào. À, chúng ta câu cá. Hy vọng ra không chết. Từ từ xây cái chặn đi Linh ơi. Không đặt được ở đây rồi. Chúng ta nhảy lên không? Rồi, vẫn nhảy được. Vẫn thở được. Thở được là chơi được. Có phải là cầu sâu rồi đấy. Có cái Rico Potion đó. Có hai mình. Chẳng tiếp sau này vì cái lỗ này chúng ta chết. Cái xảy ra đấy. Linh ơi, 500 tiếng chơi game Linh ơi. Mình không đặt được cái đấy. Tin là gì? Đào cái. Ai vậy chứ mà đi hẳn đúng rồi. Hy vọng là chúng ta đủ rope để làm được cái gì đó. Sau này ta thể làm được cái cánh á. Hy vọng thế. Có bottle, cloud is a bottle có thể tham minh nhảy xuống được. Hoặc là cái hook. Quay, tất cả đất bên hình đấy. Quay là gì đấy? Gì đấy? Đố cầm gì nữa? Hả? Đố cầm gì nữa? Từ, cái này hồi trước không có nhỉ? Đúng là nó re-logic thật đấy. Nó re-logic thì đúng cái này. Màu vàng này đang to. Trời phát đất. À, lên 40 bóng, 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 chúng ta không chơi kiểu yếu đuối đấy. Chơi bao lâu chúng ta phải chơi theo đàn ông. Có nước ở dưới đấy không Linh? Có. Không sợ làm nữa. Không. Chết rồi. Gây màu vàng. Ok. Ơ chỗ khu đấm chả đâu. Đấy là con sứa. Chết bòi chơi màu vàng. Bên bên ngoài đấy. Đã vô rồi. Tiếp. Đây là một quá trình đào ấy. Đào rất là dài. Tôi không tưởng. Ê, bây giờ hết cắm nước bị gì nữa rồi. Ơ, lít kìa. Đào đó. Đào đi. Đào vào đào tiếp. Ơ, nấm kìa. Ơ, khu nấm thật à? Ơ, nấm quả quá. Vãi. Sao khu nấm auto một chết vàng thì tìm. Ơ, nhưng mà sao khu nấm lại xa thế vậy? Con bên kia là con tungsten kìa. Tùng ngó kìa. What? Tungsten ấy. No, nó không phải là tùng ngó. Nó là tùng ngó. No.
qua kia đào này muốn đặt băng sân nhá. Đó, dưới đây đấm. Ừ, đây đấm. Bên kia là sứa. Kể sao nó bừa lại chúng còn đấm thật. Trong khi nhiều lúc bị tìm đã thấy đâu. Đúng. Đó, tìm. Ờ, làm là chúng ta qua đấy rồi. Đào hẳn xuống và đi bộ không tế chứ. Ôi, từ, lên, bị đây. Thấy con gì ở đây đó? Bị đây. Rồi, dừng ở đây. Có rope không? Rope hả? Không. What? Có. Thả đi. Đây! Cảm ơn đấy, nó là một người bạn tốt. Ăn đi, nó muốn lắm máu. Ali ơi. Không biết con dê này gì lạ hết. Hình như đây rơi ở khu vực này rồi mà. Ây da, làm sao vậy chú? Tôi bắn đi. Ui. Tôi quay thật sự giờ là sao vậy chú? Sử dụng sức mạnh của tình bạn đi. Không. Power friendship. No, nó không dễ hành động. Đấm mới sợ chứ. Ơ, Linh nhặt hết đồ à? Thường là thằng host sẽ phải là thằng nhận được đồ ấy nhỉ? Có hả? Ừ, thường là ưu tiên host sẽ nhặt đồ hơn mà. Nếu mà hai thằng cùng ở trong range. Ơ, con kia còn gì? Nhìn con đom đóm đấy. Green Fairy. Ô, oh, tiên này. What? Mới thế? What? 2020 là chúng ta bình đẳng. Tiên kìa. Thế rồi. Hả? Đạo một cái giống như là để chứa nước ở dưới. Đây để tại làm nhà. Cái trận. Rồi đây Linh. Quái mộ Linh này về đặt ở nhà trên cái phía trên. Đâu? Sao không nhặt được? Nước về thì nhít. Sao không đào được cái? Nước chưa rơi người đâu. Sao không đào được cái mộ nhỉ? À đào được rồi. Nước rơi rồi đấy. Ui con ma. Ui đào mộ là con ma đi ơi. What the fuck. Vậy? Ôi, đào mộ là con ma vây qua liền. Mới thế. Mình có hai ma ở đó. Nó bay xuống rồi. Mình tính mất hai. Tùng ngò. Mình tính biết cái đồ gì quá. Linh muốn xuống dưới chưa? Rồi. Không. Đi. Có tim nữa này. Hả? Tim à? Lấy đi. Có hai tim dưới đây rồi. Ui! Đọc cái này. Did what in? Ơ, sao trong nhà này không có chết ở Linh? Trong nhà đó không có chết. Cái chết ở dưới nướng! Chết lửa đó, dưới chết đấy. My mind is telling me no! But my boy, có một con zombie ở dưới đấy Linh! Chúng mày mà. My mind is telling me no. Ui, có một tim ở dưới này luôn! What? Bên đây cũng có một tim nữa. Ôi, nhưng mà có Monster Slime ở dưới này. Wow, còn bên đây không có con nào cả. Đi ơi. Chúng mày mà. Đi được không? Mình đi đây cái tìm này chứ nữa. Đi ơi, có một con Monster Slime, một con zombie ở dưới này đi ơi. Cái lâu rồi đấy. Có một con Piranha ở dưới này đi ơi. Chúng ta phải biết cân phải hơn chứ. Ôi, cho xin 2 tin rồi đi. Rồi đây nào. Bên kia có một cái chest và một cái tim. Đây ra làm nào để lấy được nó là vấn đề. Nhưng mà sao nhiều team biết á? Chắc là game tăng tỷ lệ drop team vào đây khu vực đặc biệt thế nên là... À, có Jun kìa. Bảo rồi mua bắt net đi. Mà tại sao mãi không có NPC về nhà nhỉ? Mình có nhiều NPC rồi. Vì chúng ta không có tiền. Chưa có nào cả. What? Nhà mình suitable rồi mà. Điều kiện để... Ôi. Quáp, tôi vừa nhìn thấy một kẻ hấp diêm ở đây. Đi đâu rồi? Điều kiện để con cái con bán lưới á là tức phải có một vàng. À đã? Đúng. Mà tại sao cái rương làm gì nữa? Ai biết? Nó re-logic mà. Thằng Phan đã phải có cái dụng. Con Mozo Salam đi chưa? Hả? Mozo Salam đi chưa? Tức đang ở đó mà, đừng có ở đó đâu. Không,
bây giờ không phải là một con zombie mà là hai con zombie. Đồ thì yếu, táp thì không có. Cái kiếm là kiếm gỗ. Thế sao tôi lại phải đi vào khu vực của bọn nó chọc tôi bắt được trận Amechan nữa. Nhanh 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 lên về mua đồ đó. Khỏi đâu rồi. À không, thằng này nó bán samurai. Ờ, nó bán cái bắc nét này. Đấy, nó có bán samurai rồi. Ờ, nó bán shuriken mà. Samurai đó thì liền đấy. Bán shuriken này. Nó bán cái sickle đấy, what the fuck. Liêm, chúng ta thiếu cái búa. Chúng ta có búa, chúng ta có cái liêm. Cái banh có muốn mua lắm nhưng mà chưa mua được. Đây, thay thế đi. Mấy món đồ. Tạo vào chat cho người thú không tìm. Drop này. Còn cây một tí. Quá trâu. Chúng ta chơi Master Mode đầu tiên rồi đi. Thì chúng ta chơi Master Mode rồi. Bao nhiêu đu giác? Đi mất đi thơ nè. Có mỗi 38 tùng o. À, sao mình có một cái ghế ở trong túi chứ? Còn một khu vực nhà treo một cái tranh ở đây kỵ sò tí để cái mộ thằng Linh ở phía trên nhà phía trên cho nó bàn thờ một tí. Đấy, chắc cái đó. Thật sự cái đó chúng ta biết định là chỗ quay thằng chỗ hờ hợp. Ừ. Quay. Quay thôi. Cái chỗ này đẹp nhỉ. Ơ, mình có nớt rồi kìa. Chỗ này to vậy. Ủa. À đúng rồi, mình phải làm thôi. Ok. Ăn thấy. Anh nhìn chỗ này nó là cái bơm ông to vậy đó cơ. Thật á? Nó không nhỏ như hồi trước. Màu xanh xanh á. Ừ. Nó không có kiểu đào vài vòng cái nó hết luôn cái đó. Nó như này cho chỉ nhà. Ừ. Là tầng này một chút. À, ok, mình lại lệch hẳn. Ồ. À. Đâu. What? Cái gì đây? Dễ nhiều. Mình đang không dưới đây thì dễ xảy ra. Cái bây giờ ngắm giờ nhìn đẹp quá. Trước nhìn nó sao sao ấy, giống như nó chỉ có một đúng một mảnh ấy. Lộn không? Âm nhạc khác rồi. Bắt đầu mở rộng thêm một tí đâu cho xây thì phải về căn phòng ấy. Để sửa lại cái đấy, ta mái nhà phía trên nó tử tế đi. À. Ờ, đứa phá không, đứa kia mình sửa. Ý. Chắc dài đi. Ơ, à, nó tự, ơ, à, từ từ. Ơ, à, mình quên. Dễ nhỉ. Nó dài. Thay thế tường được nhá. Nhà này đủ chưa? Đây,
Nhà đẹp. Ui, thằng kia đến luôn rồi kìa. Về đi chứ. Ai hết tường được. Ai nó bị lệch bro kìa. Từ từ. Đây là mô đúng không? Đây. Quá nhỉ? À, làm tiếp đi. Oh, cái à hơi bị bất thường. Chứ không cần đâu. Ta cứ nhảy lên nó lên tầng. Đây nhà leo à? Nhà nhảy thôi. Ê, nhiều chết nhỉ? Như thế này là cái để xây nhà. Có tường cái vũ khí ổn đầu phê mềm tay đây kia thì biết nhé đặt tên cho đường nhé. Không phải tệ đúng không? Đúng rồi. Hả? Đây gì vậy đây? What? Phải phải cái gì đó sai. Thằng Demolition đi đâu rồi? Ô, phải đồ rồi. Mình đã phí một quả bom rồi. Uầy, Zenith có thằng này rẻ thế. Có được 14 quả Zenith này. Nice. Happiness. Nó không thể cái là Happiness gì? Happiness. Anh bấm vào NPC nó có chữ Happiness đấy. Đó. Hả? Happiness. Hey, I dislike the lack of social listening ở đây cơ. Vãi nồi. Covid à? Covid 100 rồi không? Nó y tế, y tá phải không? Cách ly xã hội. Nữa kiểu cách ly xã hội. Hồi đang năm mai giảm giá kìa. Hả? Năm mai giảm giá còn 22 rồi. Cả mai hả? Mấy đào tiếp thôi. Có nước ở dưới không? Có. Mì. Cơ bật đồ đó. 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 Đây là con nết của Shuriken rồi. Chúng mày lại đây. Ơ linh đào ở đâu rồi đấy? Mình đào ở dưới nữa. Ui Mother Slime. Mother. Cô ấy cung cô, tôi dùng nét với cô được chưa? Tôi biết là cô một người mẹ vĩ đại. Cô chứa rất là nhiều đứa con trong cơ thể của mình. Nhưng mà làm ơn được. Đừng nói. Mình có giết một bà mẹ của đồng đứa con của bọn nó. Kìa mẹ gỡ hả? Mình có giết bà mẹ của đồng đứa con trong bụng. Rất là tệ. Nhưng cô lúc đó nó không tệ lắm vậy. Không tệ. Bắt về là không có zombie support đấy. À không cắm đuốc. Có run nữa này. Cái gì đó nữa. Ừ, hình như cắm đuốc rồi bị sao bon à. Người bon. Cắm đuốc nó sao bon à. Sao nghe giống Minecraft hả? Minecraft. Ui, rất là nhiều slime đen đấy. Thấy không ra? Tao thích mấy thứ màu đen đen. À, cho anh cái ammo là nó giống như cái hiện là hành tục tiếp theo hả? Tại sao là cái gì? Cút. Mình không thích các bạn đến gần mình tại vì các bạn không biết social distancing. Chúng ta đang phải cách ly xã hội, chúng ta không thể nào mà có lúc nào đấy. Shuriken phải vãi lên. Cái gì đấy? Sao nào? Gì mà cười? Nó gọi là cái mây. Cái gì cơ? Có thể nâng cấp với... Có thể nâng cấp với... Ui, đi ơi!
Anh đã đứt rồi. Con này khỏe quá. Ơ có cái hòm vàng ở phía dưới đây kìa. Cảm ơn. Ôi chết khỏe đấy, ở đâu ra đấy? Chăm chết, chết nắm này ấy. Thật á? Ừ, ủa? cái này dùng tốt vậy. Tốt vãi. Mặc dù nhìn, mặc dù cái cách dùng nó hơi chấm hỏi. Mà khỏe quá, ơ nhìn khỏe quá ấy. Ủa thế chứ. Nhưng mà nó làm chân thật hơn là nó phải quay một hồi nó mới đi ra xa nữa cả. Lấy đây, chúng ta chết bằng có gì? À, chết rồi. Hử? Cloud. Ơ, fuck! Gì vậy? No! Đưa đây! Không. Please. Cloud, gì ra bị... Ơ! Không có gì lấy. Nhớ nhầm nút rồi. Đi ơi, đi ơi. Tự nhiên mình chết cái nó, mình thấy nó sai. Ta làm gì rồi? Ta ở mua nhà tử tế thôi. Chúng ta đi đào tiếp. Mày đi đào tiếp. Chúng ta tự hủy tiếp. Ở tử tế rất là dài đây. Mình có gravity. Và gravity không chống lại được Mozo Slam đi. No. Mozo Slam quá vĩ đại, nó là người mẹ vĩ đại. Mình có dynamite, được không? Tại sao mọi em mua dynamite? Lượm được. Mẹ. Tất nhiên mình đang vứt đá. Vứt đá hả? Nhá đi. Quay gì mà lâu thế? Dùng sao nhỉ? Thế bao giờ chúng ta phải đánh boss được đi? Có đồ ta ghét à? Đồ mình mới là cái đồ này. Ui! Anh đi khám phá thế giới đó. Và cái này dùng sao? Ui! Cái gì đấy? À. Một con nít gờ khác nó đâm vào. Nó có sương mù kìa. Kìa sương mù đấy à? Ở đó sương mù hả? Ơ từ từ. Có mộ ở đấy nó có sương mù đấy kìa. Do có nhiều mộ à? Ờ. What? Cái này mới à? Chúng ta chết nhiều tới vậy thôi. Chết nhiều thì vậy rồi đấy. Hình như Tungsten All là Tungsten 3 là cao nhất rồi đúng không? Có gì đâu. Hả? Tungsten 3 là gì? Có Platinum hay là có... Có, không, còn Platinum 3 là chỉ là cao gì thôi. Ờ, nó như là Silver vậy, sau đó là Platinum hoặc là gold. Đúng. Để làm được cái cung. Tí thôi. Powerful Bow. Nhưng có phải đi. Để tí, mình nghe cái cung thức gì á. Nó là có thể nâng cấp bằng đốt. Quá. Qua wow, 99k đúng không? Đây là 99k đúng không? Ồ. Oh. À, điểm gì đấy? Các cái gì? Mình chỉ lửa. Thật á? Nghe xịn đấy. Không, mình sợ nó mất cái gót ly của nó. Gót ly mất làm sao đâu. Đang bao nhiêu lắm. Ở tiếng con nhét này. Mình bắn cung cho mù lòa và chúng nó liên tục. Chết rồi này. Đợi cây một lúc rồi. Con zombie cầm cây đuốc. Đau phết đấy. Mọi thứ trong này đều quá đau. Xây nhà lùi chọc tốt. Ui, cái này nó hơi mạnh. Cái này nó hơi mạnh đó chứ quá. Nó knock back quá đi cậu. Ừ. Con đồ knock back cái đồ game nó ổn đấy. Thôi đi qua phải đi. Đi với nhau nào. Một cái lao bắt đầu rồi làm gì đi. Tiêu lướt tiền. Ơ sao mạng vậy? Khi dự thác rồi nhỉ? Ui. Ơ bây giờ không có trò đào cái phía dưới của cái này là được không? Tôi phải dùng dìu chặt cắt tớt à?
Ui Linh ơi, 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 Linh ơi. Đó cái gì đấy? Ta tức mất, ta tức này cây mà. Có một đàn zombie ở đây và nó không vui tí nào cả. Quả tức gì tự vĩ này. Ờ Promethean must land by Promethean. Mình quan trọng cái chat là tức gì tự vĩ. Qua đây Linh ơi.